Sống vui Minh Dũng xin chào cô chú anh chị. Thứ bảy cuối tuần nhiều niềm vui tràn ngập năng lượng. Xin chia sẻ video giải trí thể thao môn cầu lông sân ngoài trời tại giáo xứ Hòa Phước, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu nè. Một bên hai nam một nữ đánh ba, hay quá, quá hay, đỡ quá hay, hay quá. Giới thiệu áo xanh chị Sơn giao cầu 83 và Thế Mỹ và Quang Khải bên đây, hai vợ chồng anh Khang, cô Phương và Thanh Dũng đứng sau. Hay quá Phương ơi, ghi điểm 48, cố lên, 4 cái theo, sĩ số bây giờ là 48. Đập hay quá, Thanh Dũng đập cầu tốt, 58, Phương phát cầu. Hay quá, đập cầu tốt, đỡ cầu hụt, rất tiếc. Điểm cho đội áo xanh chị Sơn, 96. Mất một điểm, không có lại. 79, giao lộn là mất điểm, 79. Hay quá, hay lắm, mắc lưới rồi. 89, trái nữa đều. Lỗi cầu, cầu ngoài, chị Sơn nhau cầu 18. Lỗi cầu, Dũng đỡ cầu hụt, 11-8. Hay lắm. Tiếp tục, hay quá, đỡ vô cầu hay quá, trúng cái chỗ đỡ luôn, trúng cái chỗ đỡ. 9-1. Cầu không qua lưới, bỏ cầu lỗi. 0-1, trái nữa đều. Cơ hội đều, uổng quá, cầu mắc lưới. Đổi cho cầu 12-10, chị Sơn phát cầu. Hay quá chị Sơn ơi. Lại cầu mắc lưới, cầu đập không qua lưới. 13-10. Bỏ cầu tốt, đập cầu tốt hơn bỏ cầu. 11-13, đổi phát cầu. Phương giao cầu. 11-13. Cầu tốt, đập cầu phía sau. Thanh Dũng đập cầu tốt. 12-13. Lại một lần nữa, đập cầu tốt. 13 đều, dãy cái tơ, vỗ tay. 13 đều. Thế Mỹ đỡ giao cầu. Đập cầu tốt nhưng mà mắc lưới rồi. Phía bên anh Khang, cô Phương và Thanh Dũng dẫn điểm rồi, 14-13. Cầu rơi tự do, 15-13. Phương phát cầu. Hay quá. Cầu lại mắc lưới. Tiếp tục dẫn điểm 16-13, anh Khang phát cầu. Cầu leo lưới, ghi điểm 17-13. Giữ lại. Đập cầu ngay người. Đổi cho cầu 14-17, chị Sơn phát cầu. Giao cầu tốt, hay quá, trả cầu tốt hơn. 18-14. Anh Khang đỡ cầu mắc lưới. 19-14. Bỏ cầu tốt, hay quá, đập cầu tốt, bỏ cầu tốt. Thế Mỹ bỏ cầu góc chéo rất tốt. 15-19. Khải đập cầu tốt. 16-19. Lên.
Giao cầu lõi 17-20. Cầu mắc lưới 18-20, hai điểm nữa đều.